Chúng ta cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, quy định mới của luật kinh doanh nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã siết việc phân lô bán nền của các doanh nghiệp bất động sản cả từ hai góc độ là thu hẹp phạm vi khu vực dự án được phân lô bán nền và quy định cụ thể trình tự thủ tục doanh nghiệp phải tuân thủ. Dư luận đang rất là quan tâm khi mà tới đây luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản 2023 hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới. Ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản nói chung và phân khúc đất nền nói riêng? Chuyện tối nay chúng tôi mời đến trường quay anh Nguyễn Văn Đỉnh là chuyên gia tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và xin cảm ơn anh đến với chương trình của chúng tôi. Xin chào biên tập viên ạ, xin chào khán giả truyền hình. Hy vọng là với những chia sẻ của anh trong ít phút sắp tới thì giúp mọi người hình dung rõ ràng hơn về câu chuyện mà được rất nhiều người quan tâm. Đầu tiên chúng ta nói đến luật nhà ở 2023 rồi luật kinh doanh bất động sản 2023 thì siết việc phân lô bán nền của các chủ đầu tư các dự án bất động sản. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về cái tác động của quy định này đối với bất động sản như thế nào ạ? Vâng, thì chúng ta thấy rằng là cái bản chất chúng ta đang nói đến một vấn đề đó là các cái dự án phát triển nhà ở là các cái dự án mà chúng ta hiểu rằng là theo cái quy hoạch, cái chủ trương đầu tư thì cái hình hài dự án đó là cái dự án khi nó ở điểm kết thúc là các cái công trình trên đất, các cái nhà ở đã đưa vào khai thác vận hành thì nó mới là điểm kết của dự án. Thế tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là trong các cái luật trước đây thì cho phép một cơ chế đó là gì? Đó là chủ đầu tư chuyển giao cái nghĩa vụ xây dựng nhà ở đó cho khách hàng. Tức là cho phép khi chủ tư đầu tư xong một phần hạ tầng thì có thể là chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó. Chúng ta tạm gọi là mua bán đất cho khách hàng để khách hàng tiếp tục thực hiện cái việc xây dựng nhà ở, đó, cái căn nhà của mình. Thì trước đây, theo quy định của luật đất đai 2013 và hiện nay là nghị định 148 năm 2020 thì quy định là có cái sự hạn chế, đó là tại các cái phường của đô thị loại 1 và đô thị loại đặc biệt thuộc trung ương, tức là có 5 thành phố thuộc trung ương thì những cái phường thì sẽ không được phép phân lô bán nền và ngoài ra một số cái vị trí quan trọng trong đô thị. Thế thì luật mới quy định rằng là sẽ không được phân lô bán nền tại các cái phường của đô thị loại đặc biệt loại 1, loại 2, loại 3. Tức là chúng ta thấy rằng là cái phạm vi tác động của cái việc ngăn chặn phân lô bán nền nó sẽ áp dụng chung cho cả 63 tỉnh thành đối với các phường của đô thị loại 3 trở lên. Thì rõ ràng là cái quy định này nó sẽ trong ngắn hạn nó sẽ tác động đến cái việc là giảm cái nguồn cung đất nền, các cái lô đất nền mà chủ đầu tư cung cấp trực tiếp cho khách hàng thông qua thị trường. Đồng thời chúng ta thấy rằng là cái quy định này nó sẽ có một tác dụng nhất định trong cái việc là nhanh chóng yêu cầu chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng hoàn thành để đưa đất vào sử dụng. Vâng. Vậy thì sẽ có vấn đề đầu tiên mà nhiều người quan tâm, đó là người mua. Những người mua, những mảnh đất phân lô của chủ đầu tư thì có bị tác động nhiều không thưa anh? Chúng ta hiểu rằng là những cái quy định trước đây khi mà những cái quan hệ đã xảy ra rồi, trước khi luật có hiệu lực, luật mới có hiệu lực thì sẽ tiếp tục duy trì. Đó là các cái lô đất nền đó thì các cái giao dịch đó vẫn là hợp pháp và người mua, tạm gọi là người mua đất thì vẫn được tiếp tục thực hiện các cái quyền của mình, ví dụ như là chuyển nhượng, mua bán cho người khác hay là xây dựng nhà trên đất. Thế còn cái luật này nó sẽ tác động dự kiến từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 nếu mà được Quốc hội cho phép hiệu lực sớm. Thì chúng ta thấy rằng là đối với chủ đầu tư là các cái doanh nghiệp bất động sản thực hiện các cái dự án bất động sản, chúng ta hiểu rằng là vốn của doanh nghiệp đó là vốn tư thì sẽ bị hạn chế bởi cái quy định không được phân lô tại các cái đô thị loại 3 trở lên. Đấy. Còn đối với quy định này thì không áp dụng cho các cái dự án của nhà nước, đó là các cái dự án mà nhà nước chúng ta gọi là dự án phát triển quỹ đất, đó là việc nhà nước chủ động bố trí ngân sách rồi để giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ tầng và tạo ra các cái khu đất mà chúng ta thường thấy là đó là các địa phương hay tổ chức để đấu giá đất để cho người dân mua nhận chuyển nhượng để tự xây dựng nhà ở của mình. Cái quy định này thì là để sinh ra là để gì, đáp ứng cái nhà ở cho người dân trong trạng thái gia tăng dân số cơ học, gia tăng dân số tự nhiên, đó là khi mà chúng ta hiểu rằng là con người sinh ra thì cần có nhu cầu tách thửa, tách hộ nhà ở thì khi đó là vẫn cho phép. Thì tóm lại rằng là quy định này sẽ tác động đến các cái dự án bất động sản của chủ đầu tư là doanh nghiệp bất động sản nhưng không tác động đến các cái dự án đất nền mà do nhà nước chủ động bố trí. Vâng. Có vấn đề nữa là chúng ta đều lo ngại câu chuyện đầu cơ đất. Vậy thì khi mà anh nghiên cứu với những quy định mới thế này, liệu nó có góp phần nào đó trong việc giảm đầu cơ đất hay không? Chắc chắn quy định này sẽ có tác dụng để giảm đầu cơ đất. Và thực ra quy định này sinh ra là để hạn chế cái tình trạng đầu tư và đầu cơ đất mà không chậm đưa đất vào sử dụng. Chúng ta thấy rằng là trong cái tổng kết đánh giá của cái thi hành luật đất đai trước đây và có cái nghị quyết 18 của ban hành trung ương về tổng kết chính sách đất đai, chúng ta cũng thấy một vấn đề nêu ra, đó là cái tình trạng mà đất đai sử dụng lãng phí và hoang hóa. Thì chúng ta thấy rằng là những các cái dự án phân lô bán nền này thì nó có một trạng thái, đó là chúng ta không biết được khi nào dự án đã kết thúc, bởi vì chúng ta hiểu rằng là khi chủ đầu tư đã chuyển nhượng đất cho người mua rồi thì cái việc mà người mua mà người ta xây dựng ấy, chuyển nhượng cho các nhà đầu tư thứ cấp
thì họ xây dựng rồi họ sang tên cho nhau, thì chủ tư về nguyên tắc là không thể kiểm soát được. Cho nên là dự án đó chúng ta thấy rằng là có một tình trạng đánh giá là thấy rằng là sau rất nhiều năm, có thể 5 năm, 7 năm sau khi chủ tư chuyển nhượng, nhưng mà khách hàng người ta không xây nhà, người ta chỉ mua đi bán lại để làm tạo ra một kênh đầu tư. Và chúng ta hiểu rằng đây chính là vấn đề khiến cho tăng cái sốt giá đất, tạo ra sốt giá đất. Đấy, cho nên là với quy định này thì chủ tư buộc phải xây dựng nhà trên đất, sau đó thì mới được chuyển nhượng cho khách hàng, thì nó sẽ kiểm soát cái tình trạng là đầu tư đất và đầu cơ đất. Vâng, cùng nhìn lại thực tế thì sở dĩ hoạt động phân lô bán nền nở rộ thời gian qua là cái thủ tục nó khá là dễ hơn nhiều so với việc doanh nghiệp lập dự án. Vậy thì theo nghiên cứu của anh thì luật lần này quy định ra sao? Chúng ta thấy rằng là cái trước đây các cái dự án bất động sản thì chúng ta hiểu rằng các vấn đề pháp lý của nó là một vấn đề rất là tốn thời gian. Vâng. Thì thường các cái doanh nghiệp bất động sản mà thực hiện các cái dự án chuyên nghiệp, ví dụ như là dự án xây dựng một cái tòa chung cư, thì cái thời gian làm các thủ tục pháp lý để chuẩn bị đầu tư nó kéo dài khoảng 2 đến 3 năm. Đấy, thường là có thể là còn dài hơn nữa. Và sau đó thì là doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thẩm định, rồi thẩm duyệt thiết phòng cháy, rồi là thủ tục môi trường, rồi cấp phép xây dựng. Sau đó doanh nghiệp phải xây dựng xong đó thì lại đi nghiệm thu, rồi là xin các cơ quan nhà nước đi kiểm tra nghiệm thu bàn giao. Thì quá trình đó nó có thể kéo dài đến 5 đến 7 năm. Đấy, thì đối với các dự án đất nền thì chúng ta hiểu rằng là quy mô nó thường nhỏ và cái thủ tục pháp lý thì đơn giản hơn, cho nên là thường là chủ đầu tư có thể là hoàn thành và đưa sản phẩm ra thị trường rất là sớm, có thể chỉ sau 2-3 năm là có thể là đã bán xong cái thửa đất nền đấy rồi. Thì quy định hiện nay sắp tới của luật nhà ở 2023 cũng như là luật kinh doanh bất động sản 2023 là yêu cầu chủ đầu tư là tại các cái khu vực đấy, đô thị loại 3 trở lên, các phường của đô thị loại 3 trở lên thì phải xây dựng nhà ở để bán. Thế còn những cái khu vực còn lại thì là chủ đầu tư đấy có thể kinh doanh đất nền đó. Nhưng mà trước đó thì có một cái điểm chốt, đó là một cái văn bản của sở xây dựng cho phép chủ đầu tư được phân lô bán nền tại khu vực nào. Và khi đó thì là chúng ta sẽ kiểm soát là các vấn đề, đó là chủ đầu tư phải đầu tư xong, ví dụ được giao đất xong đó, hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao đất, rồi là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, rồi đầu tư xây dựng các cái công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cơ bản để đảm bảo cho khi mà người dân người ta về đó, người ta mua đất để xây dựng nhà ở, thì người ta có thể có được những tiện ích sống cơ bản của người ta. Thì chúng ta thấy rằng là cái quy định hiện nay sẽ kiểm soát tốt hơn. Và ngoài ra còn có một quy định rất là mới, đó là cái quy định là khi chủ tư mà chuyển nhượng cho người đầu tiên, chúng ta hiểu là F1, thì F1 đó phải xây dựng xong mới được tiếp tục chuyển nhượng cho F2. Đây là cái quá trình mà nó khiến cho cái phân lô bán nền nó trở nên là giải quyết nhu cầu thực đó, chứ không còn là cái vấn đề là chúng ta sang tên rất là nhiều lần để đầu tư đất và đầu cơ đất và để gọi là gây ra cái trạng thái sốt đất như thời gian qua, gọi là lướt đấy. Lướt sóng và vâng. Và sốt đất. Vâng. Dạ. Tuy nhiên cũng có một cái băn khoăn nữa của những người họ sở hữu đất tại những cái vị trí mà theo quy định ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện là bây giờ gia đình có nhiều con cái muốn chia bớt đất cho các con, hoặc đơn giản là vì nhu cầu tài chính họ cần tiền, họ cần phải cắt bớt đất để bán. Vậy thì về cái băn khoăn đó thì anh có cái thông tin nào có thể giúp cho người dân hiểu rõ hơn được không ạ? Vâng, thực ra thì tôi cũng nhận được khá nhiều cái câu hỏi như thế này. Chúng ta thấy rằng là cái quy định chúng ta đang bàn đó là quy định của luật nhà ở 2023 và luật kinh doanh bất động sản 2023. Tức là nó là quy định áp dụng cho một dự án đầu tư bất động sản của chủ đầu tư là doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh bất động sản. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là quy định này không áp dụng cho các cái chủ thể gọi là hộ gia đình cá nhân. Cho nên là hộ gia đình cá nhân vẫn tiếp tục thực hiện các cái quyền về phân lô tách thửa theo luật đất đai. Đó là quy định thuần túy của luật đất đai và đang áp dụng hiện nay và tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Thì khi đó là người dân hoàn toàn có thể yên tâm về cái vấn đề là gì? Các hộ gia đình cá nhân có hoàn toàn có thể thực hiện các quyền về tách thửa hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng luật đất đai mà không áp dụng các quy định của luật kinh doanh bất động sản. Vâng. Chúng ta đều hiểu là những quy định đưa ra để cho thị trường minh bạch hơn vì mục tiêu lâu dài, cái lợi nhuận là cái lợi ích của người dân. Thì theo anh, để trong dài hạn để cho thị trường minh bạch, các yếu tố được triển khai nó công bằng, không có những cái sự tiêu cực như đầu cơ, thì theo anh cần phải làm gì ngoài chuyện chúng ta có những cái quy định mới về luật như thế này? Chúng ta thấy rằng là các cái quy định của luật hiện nay thì chúng ta thấy rằng là nó đang có vấn đề là đổi mới, có tinh thần là đổi mới để kiểm soát tốt hơn các cái vấn đề của thị trường bất động sản, vấn đề mà khiến cho thị trường cần phải khiến cho thị trường hoạt động một cách lành mạnh và minh bạch. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ chia ra rõ ràng là hai hành lang, hai cái con đường khác nhau. Một là các cái dự án bất động sản của chủ đầu tư thì chúng ta sẽ kiểm soát các cái khu vực phân lô bán nền rất rõ ràng như vậy, và ngoài ra còn có gắn liền với trách nhiệm của cơ quan nhà nước
trong việc kiểm tra và những cái dự án mà chậm đưa vào đất sử dụng và người mua mà chậm xây dựng nhà ở thì cần phải có chế tài. Luật hiện nay đã giao trách nhiệm đó cho chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về kiểm soát cái tiến độ của khách hàng. Tuy nhiên tôi cho rằng là để mà kiểm soát có cái hiệu quả để kiểm soát thì chắc chắn là vai trò của nhà nước mới là quan trọng. Bởi vì chủ đầu tư thì không thể có những cái cách có cái áp đặt chế tài cho người mua được ngoài cái quan hệ hợp đồng ra. Tiếp theo đó là đối với các cái phát triển quỹ đất của nhà nước thì nhà nước sẽ chủ động tạo lập để thực hiện đấu giá để cho người dân nhận chuyển nhượng để xây dựng nhà ở. Đó là giải quyết những nhu cầu thực của người dân. Và chúng ta hiểu rằng quy định này sẽ áp dụng cho các cái gia tăng dân số cơ học, xin lỗi, gia tăng dân số tự nhiên. Đó là gì? Khi mà trên địa phương đó người dân người ta sinh ra thì nhà nước sẽ căn cứ vào cái tỷ lệ sinh đó để giải quyết nhu cầu nhà ở. Chúng ta thấy rằng là trong cái tinh thần đổi mới của luật hiện nay, các luật hiện nay đó là gì? Quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất và nhà nước chỉ thu hồi đất cho những dự án khu đô thị có quy mô lớn và đồng bộ hạ tầng, và nó gắn liền với quan hệ là giao đất thông qua đấu giá và đấu thầu, thì có nghĩa rằng là cái vai trò năng lực của nhà đầu tư rất là lớn. Thì tôi cho rằng là khi mà nhà nước kiểm soát cơ chế thu hồi đất và giao đất thông qua đấu giá đấu thầu thì sẽ sàng lọc được cơ bản cái năng lực của nhà đầu tư, và cái dự án đó cũng sẽ đi theo cái không chỉ là nhà đầu tư chuyên nghiệp mà là dự án đó cũng chuyên nghiệp, bởi vì nó không đi theo cái hướng là phân lô bán nền mà là dự án có tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp. Và tôi cho rằng khi đấy thì thị trường sẽ minh bạch lành mạnh hơn. Vâng, xin cảm ơn những thông tin tư vấn đến từ anh Nguyễn Văn Đỉnh. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.